Xin chào mọi người nha, Bi Mập. Đây là anh Thanh. Thì ba anh em giờ chuẩn bị đi xôi cua á mọi người. Tại trời mới mưa xong, hy vọng là sẽ có cua với lại cá nó lóc lên mấy cái ruộng ruộng gò á mọi người. Thì mời cả nhà cùng theo Tâm với Bi với anh Thanh tối nay đi xôi cua bữa nay nha. Ngày mai giờ sẽ nếu mà có làm món ăn ha. Rồi, ok. Thì cái món gì đó thì mong rằng có rồi mình sẽ làm á mọi người. Mời cả nhà cùng theo Tâm với mấy anh em đi xôi cua. Giờ mấy anh em ra tới ruộng rồi mọi người. Tâm đi sao? Bi em thấy là gì? Vớt nó liền nha Bi. Có cây giọt thân cầm phải không? Nay đi ruộng gò coi có cá lên không mọi người. Mình kia đường xe chạy vậy. Đây có mấy cái dũng nước. Con gì Bi? Né ra coi. Lương anh ơi. Đâu? Đó. Ý, rắn trùng ăn lương rồi cả nhà. Nè. Ồ. Ừ. Rắn trùng ăn lương. Rắn trùng này cũng nhỏ à. Để cho quốc đi. Thảm sát luôn. Thảm sát lương luôn. Để nó thuận theo tự nhiên. Con đó là con rắn trùng hả anh? Nè. Ồ. Ừ. Nó ăn luôn. Nó ăn luôn nè. Cho mà cho đi luôn. Ăn luôn lụm luôn. Nó đang dùng bữa. À quên, có con cua trong đây nữa. Ha hả nó. Không. Con nhỏ quá em ơi. Nhỏ quá thả luôn đi. Nói chung. Cho nó thuận theo tự nhiên đi. Rồi, con chạy đi rồi. Nó bị mắc bữa no nê, còn con lương cũng chạy luôn rồi. Đây nè, thấy nó rồi nè. Chạy. Trời ơi, cua đồng. Ngon kìa. Mê quá em. Ráng này nhịn trong kìa. Cho rồi. Vào. Kiếm chừng một mớ đó là ngày mai mình có món cua luôn á. Cua si que. Đó, 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 thả, thả. Có con kìa đó, tiên tiến á. Lấy lên. Thôi dính. Một con cua. Ừ, cái vợt là lợi hại ha. Vợt này không được cá thì mình cũng vợt được cua. Giữa con đèn kìa. Đó, nó nói ngay giữa con đèn đó. Vợt. Được không? Cua đồng. Đây con này xinh không à? Ui da. Nó cắn, nó cắn. Ui da, nó cắn. Đường bị bỏ vô kìa. Đi bắt nó ra em. Được không? Cắn nha. Đừng mà, để em. Mấy con rồi ha. Dạ. Vô. Còn con nữa. Có một con nữa nè. Chọn nguyên cái túi nó hết luôn rồi. Trời ơi. Cái này thêm. Còn đây nữa. Đây. Nấp ở trong đây. Ui da. Trời ơi. Hai em. Kẹp đau quá cả nhà ơi. Một con nữa nha. Cua tím. Đây con này. Có không? Dính rồi. Bốn con. Sao bắt được không? Bắt quay lại đường luôn hả? Nè. Quấn. Bắt gì đó hả? Chụp được mấy con nè. Ngon kêu lo anh. Anh Thanh. Càng bự bự không? Vô. Anh Thanh có gì anh bắt đây nha. Ừ. Em với anh Thanh lại được kia. Nằm dưới đây nè mọi người. Một con. Một cua cách dễ dàng luôn.
đó còn nữa kìa, đó hai con chụp lê lẹ luôn mọi người ơi, này nhiều lắm đây. Ui da, em cua nhỏ nữa là ba con trong tay đâm rồi, con đang kẹp đâm nè, nó kẹp riết mà lì luôn rồi mọi người. Rồi con nó kẹp nè, ui da, thả đỡ vô đây đi, quá trời luôn mọi người ơi nè. Rồi ông cầm này nha. Ê, sắn nó lại cái, sắn lại cái cho nó bò lên đó, bi nó đi lúc tí nãy rồi chạy nè đó anh. Vô kìa, em bi qua tới rồi. Cua đây nhiều thiệt chứ, hai em một chỗ luôn. Ui da, ui da. Rồi cắn vô đây cắn. Này, con trong góc này với con này. Bắt con góc này trước đi. Qua trời quá đất cua. Đây con đó nè. Ở đây hai ba con lận chứ không phải một con nữa mọi người, hai con ôm hay gì đây nè. Nè. Đúng rồi, hai con rồi. Chạy con đó nè. Hết tay cầm luôn rồi cả nhà rồi. Để tâm bắt con này lên nha, hết tay cầm luôn rồi, cầm lấy cái tay kẹp này trước đi, đây đụng con bự rồi, dạ bự cắn đau ạ. Bự rồi, sẵn con nữa rồi, bắt được con bự sẵn con quá chừng bất tử dưới đây là mà chạy đâu em. Này bự rồi, cua đồng con bự bự không, sau một hồi bắt đó mọi người thì đây kéo sọc kia ra cái bi, kết quả của mấy anh em buổi tối hôm nay rồi. Trời ơi, ủa cái áo mưa hay gì vậy, áo mưa mưa phải, cái áo mưa là coi nhiều không bi. Ừ, nhiều dữ à, quá trời cua luôn. Như đây ngày mai làm món ăn đã luôn rồi mọi người ơi. Cua không à, chứ không có con gì hết á, này mưa đi sôi mà không có cá cả nhà ơi. Giờ Tâm với mấy anh em sẽ về, rồi hẹn mọi người ngày mai. Phần này là cua sữa mọi người, là có y như nó hai da vậy, nó đang chuẩn bị nó lột da, thì Tâm sẽ rang muối chung với lại cái mớ cua cứng ở dưới là cua cứng, còn trên đây là Tâm để nguyên con, tại vì cua sữa cả nhà, ở trong người của nó là đang là sữa không à.
tôi cũng làm. Cái phần này giờ là nó chín rồi mọi người. Là cái này là cua xào củ hành. Còn đây là cua rang muối. Bên này có thêm một phần trứng. Một phần trứng là của anh Phương. Phương cầm xuống. Đây là nước chanh cả nhà ơi. Chấm với thêm đây là nước chấm. Nước chấm để chấm như trứng với cua củ hành. Thôi ơi hấp dẫn ghê không? Mời tất cả mọi người dùng nha. Tâm mời cả nhà nha. Cua bây giờ Tâm chặt quá mọi người ơi. Cả nhà thông cảm cho Tâm nha. Đây mấy anh em đây, mời mấy anh em luôn nha. Thụ hôm bắt mọi người. Bây giờ đó là, bắt đầu là mình thưởng thức cái thành quả của mình nè. Được. Cái này là cái phần này á mọi người. Cả nhà thấy nó bự bự vậy á. Chứ thật sự ra là nó mềm lắm. Lại cua này là cua hai da, cua sữa cả nhà. Mời mọi người nha. Cảm giác vừa ăn lắm cả nhà ơi. Chấm thử miếng bà. Mời tất cả mọi người nha. Quá ngon. Anh em dùng đi. Trời ơi, hấp dẫn ghê cả nhà. Con này là nó thấm luôn nè. Tâm mời mọi người nha. Cảm giác gia vị nó thấm luôn. Chung là vui lắm cả nhà. Tuy rằng cái món ăn nó rất là đơn giản thì nhưng mà nó anh em á tụ lại cái chơi vui lắm. Thì thôi chắc nay Tâm cũng xin ngưng video tại đây nha. Hiện đây là những cái gì mà nó dân dã ở cái chỗ Tâm thôi, chứ cũng không có săn được con gì quan trọng hết mọi người ơi. Chỉ có mấy con cua đồng mà Tâm làm món ăn chia sẻ đến tất cả các bạn anh chị em và cô bác trên mọi miền. Thì mong mọi người hãy luôn đồng hành cùng YouTube Lên Tử nha. Tâm cảm ơn tất cả mọi người đã xem video. Chúc mọi người ngày mới thật vui vẻ. Chào cả nhà.